Em phát xạ quý vị các bạn, hôm nay em xin giới thiệu mọi người mẫu, một vài mẫu mảnh trúc. Đây là cái mẫu trúc xuyên tâm, chúng ta có thể che nắng cửa sổ. Đây là mẫu trúc da bò, chúng ta che nắng mặt trời, trúc vàng, sơn vàng che nắng mặt trời. Và cái màu kia là màu trúc nâu gụ, trúc mặt trời. Đây là trúc vàng nan nhỏ, che nắng mặt trời. Đây là trúc có tinh, đây là che nắng ngoài trời trong nhà đều được, trang trí đều được. Này là trúc cật cực kỳ đẹp quý vị các bạn. Còn đây là trúc sen tâm than hóa được hấp carbon rất là đẹp. Đây, khi cắt nhỏ ra như này nó sẽ như này quý vị các bạn. Còn đây là mảnh cọ che nắng. Đây là chúng ta mảnh tăm trang trí che nắng để chơi đều được. Đây là trúc sen tăm nan bảy ni. Quý vị và các bạn mà có nhu cầu thì có thể liên hệ hotline số điện thoại 0908 2279 để đặt hàng. Trịnh Phát thì có ship hàng toàn quốc, ship code. Và đây một mẫu nữa, mẫu này là mẫu trúc than hóa hấp carbon nan to, nan một phân. Đây là trúc có tinh.